mỗi gia đình con làm nghề nuôi yến và thu hoạch tổ yến như vậy có tà mạng không? Và nếu phải thì quả báo có nặng không ạ? Sư có tin vui và tin buồn báo cho quý vị ha. Sư nói tin vui trước đi. Nuôi yến không phải là tà mạng. Thu hoạch tổ yến cũng không phải là tà mạng, nhưng với điều kiện là cái chuyện mình thu cái tổ yến mình thu hoạch đó là tổ yến nó đã bỏ rồi, nó bỏ không, giống như căn nhà hoang thì quý vị có lấy quý vị thu hoạch thì nó không phải tà mạng. Bản thân cái chuyện quý vị nuôi nó cũng không phải tà mạng, nhưng cái vấn đề là mình nuôi để mình thu hoạch tổ yến còn đang sử dụng, tức là mấy con chim đó, nó còn đang sử dụng cái tổ đó mà mình thu hoạch mình lấy nó mất cái tổ, thì khi đó là mình đó, cái đó là tin buồn. Nhưng mà bây giờ thì có ai đâu rảnh mà theo dõi cái tổ yến, mà theo dõi cái tổ nào nó bỏ hoang, không có. Chính bởi vì như vậy đó, hầu hết thì chúng ta đều phạm vào cái lỗi này. Để mà xác định một nghề có phải là tà mạng hay không thì quý vị chỉ cần xác định là cái chuyện mình làm ăn kiếm sống đó nó có phạm vào cái gọi là cái quyền lợi của người khác hay không, của chúng sanh khác hay không. Ví dụ như cái chuyện mình thu hoạch cái tổ yến mà con yến còn đang sử dụng thì nó phạm vào cái quyền lợi của con yến, nó gây đau khổ cho con yến, thì như vậy thì nó là tà mạng. Còn cái chuyện nuôi bò, xin nói cái chuyện nuôi bò, nhưng mà có nhiều người họ nuôi bò, họ lấy phân bò, nuôi bò họ lấy sữa bò, nhưng mà cái chuyện họ nuôi đó họ cũng không làm hại con bò, thì như vậy á, thì họ cũng không tà mạng. Chính bởi vì như vậy các vị thánh cư sĩ hồi xưa thì cũng có nuôi súc vật ở trong nhà chứ không phải không có nuôi, nhưng mà cái cách mình nuôi như thế nào, cái cách mình thu hoạch như thế nào nó quyết định là cái chuyện của mình có tà mạng hay là không. Còn nếu như mình kiếm sống bằng cái nghề tà mạng như sư vừa nói thì nó sẽ có cái nghiệp như thế nào. Đầu tiên á là cái tiền, gọi là cái tiền mà mình thu nhập nó không bền. Nếu nó không mất vào đời này thì nó cũng mất vào đời sau. Tức là về đời sau cái tài sản của mình nó sẽ rất là khó để mà giữ được. Hoặc là ngay trong đời này đó mình sẽ gặp những cái tai nạn để mà mình có thể phá sản, hoặc là mình gặp căn bệnh hiểm nghèo, hoặc là gặp một đứa con nó phá sản, hoặc là mình gặp những cái tai nạn từ thiên nhiên, hoặc là gặp những cái biến động về kinh tế, xã hội, chính trị. Rồi một cái nữa, một cái nghiệp nữa là nó liên quan trực tiếp đến cái chuyện mình làm. Ví dụ như mình thu hoạch tổ yến, thì cái chuyện mình thu hoạch đó mình làm cho những cái con y chim đó nó bị mất nhà, thì tương tự như vậy sau này mình sẽ phải chịu những cái nghiệp làm cho mình bị mất chỗ ở. Ví dụ như là nhà đang ở thì nó bị cháy, hoặc là mình sống một cuộc đời là vô gia cư, sống vô gia cư không có nhà, mình cứ ở căn nhà nào là căn nhà nó bị cháy, không cháy thì nó bị động đất, nó bị sập, hoặc đại loại như vậy. Mà chẳng những cái chuyện là mình bị mất nhà mà mình còn có thể bị mất người thân, hoặc là mình bị sống xa người thân. Chính bởi vì như vậy đó, quý vị hãy suy nghĩ kỹ về các cái nghiệp và những cái nghề làm như thế nào đó để mình nuôi sống bản thân mình một cách chân chánh, thì đó là cái điều nên làm. Không biết Đại Đức Đại Tường có bổ sung gì hay không? Dạ, thưa Đại Đức, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Những câu hỏi này Đức Hành Tuệ phân tích rất là khéo léo luôn. Khéo léo về cái phương diện mà cái tổ yến. Đức có nhấn mạnh đó, quý vị phải lưu ý cái vấn đề này. Có nghĩa là khi mà mình thu hoạch tổ yến thì cái tổ yến đó nó có đúng như cái tinh thần mà gọi là giống như đúng ý nghĩa
là cái đó là con Yến nó không có còn sử dụng, nó không có quan tâm đến đó nữa không? Nên quý vị phải lưu tâm cái chỗ này Đức Hạnh Tại nói này. Rồi cái cạnh thứ hai Đức Hạnh Tại có phân tích đó, là nếu mà mình bản thân mình đó, mình đang có sự mơ hồ, mình không hiểu rõ được cái tính cái việc mà mình thu hoạch đó. Mình cứ cho là cái đó là mình không có xâm hại đến cái lợi ích, cái quyền lợi của con chim, không, mình cứ làm thì rất là nguy hiểm. Ở đây thì sư cũng nói về cái vấn đề mà yếu tố nội tâm quý vị, là như vậy nè. Nó có hai vấn đề chính nè, nó giải theo sư sẽ phần nào sẽ giải tỏa vấn đề quý vị. Thứ nhất, bản thân mình á, cái việc mình nuôi yến á, trong nội tâm mình á, trung tâm mình á, mình có xem cái việc mà nuôi con yến đó là giống như mình nuôi một con pet cưng thôi, giống như nuôi con chó con mèo vậy, cho trong nhà mình vậy đó. Mình thương mình cưng, ví dụ mấy con chó con mèo là mấy chục triệu cả trăm triệu, đôi khi một con chó là cả tỷ, thì có phải á, quý vị thương và nó quý vị cưng nó kinh khủng không, nghĩa là nó hắt xì một cái, hắt xì một cái hay là nó không bỏ ăn thôi, quý vị cuống cuội quý vị đưa đi bác sĩ thú y đúng không ạ? Quý vị sợ nó chết tại nó quá giá trị với thương nó, mình có thì mình có nghĩ mình nuôi con yến này nè, cái tình thương, hay là có cái yếu tố mà tâm từ tâm bi á, xin nói nếu có nha, mình xem có như vậy không, hay là mình nuôi nó chỉ là vấn đề kinh tế rồi mình thu hoạch đó, vấn đề mình thu hoạch đó là có đúng như cái tổ đó là nó không còn sử dụng không, hay là cái tổ đó nó đang còn sử dụng, thì quý vị xét hai yếu tố hai khía cạnh này, quý vị có tự có câu trả lời. Trước khi kết thúc trong trả lời này, sư cũng muốn nhắn gửi quý vị là cái nghiệp như để Đức Hạnh Tại nói là nếu mình lỡ nghe, sử dụng từ lỡ nghe, mình lỡ xâm hại đến cái vấn đề mà cái nơi cư trú của nó đó, lỡ xâm hại thì cái nghiệp quả nó trong quá khứ trong tương lai, mà nếu nó trổ quý vị rất là nặng quý vị, khiến cho nhà cửa mình này nọ, đời sống của mình nó vất vả này nọ, cho nên quý vị phải lưu tâm cái vấn đề này. Nhưng mà quan trọng hơn hết đó, là quý vị sẽ là người tự trả lời các câu hỏi này cho chính mình thôi. Còn quý sư ở đây chỉ là quý sư phân tích ở nhiều khía cạnh cho quý vị hiểu. Xin kết thúc cái câu trả lời. Chúng ta qua câu hỏi tiếp